Cơ quan khí tượng nhận định, ở Nam Bộ và Tây Nguyên có thể mưa rào cục bộ về chiều và đêm trong các ngày 8 và 9 tháng 4, nhưng cơ bản vẫn là nắng nóng kéo dài, còn miền Bắc trời đang dịu mát. Do ảnh hưởng không khí lạnh, sáng 8 tháng 4, Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa nhỏ, trời se lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong hôm nay, 8 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng, cục bộ, nhưng về chiều và đêm, hôm nay và ngày mai, 9 tháng 4, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào rải rác. Riêng khu vực Hà Nội và Đông Bắc Bộ, hôm nay 8 tháng 4, có thể xuất hiện mưa nhỏ đến mưa rào. Còn khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa nhỏ nhưng sáng sớm có sương mù, do không khí lạnh nhẹ gây ra. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay đến ngày 9 tháng 4, chiều tối và đêm có thể mưa rào và dông cục bộ nhưng ban ngày vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.